thì cô tìm mình vô tình kính chào quý khách. Thì sau đây là cái dây chuyền của giám đốc Nót, Nót Đức ấy. Thì đây là cái đóng gói thùng này. Còn đây là cái giảm tốc ép là chuẩn bị xuất khẩu xuất xưởng này. Còn đây là đầu giảm tốc tải nặng trục thẳng. Nó thì nó có đặc trưng là lúc nào cái hộp cực nó cũng to và nó có cái dấu bánh răng như này. À, đây là cái giấy xuất xưởng này, tức là đã kiểm tra từng bước qua tất cả mọi cái điện ampere hay là chịu tải hay là chịu chống rung đó, hay là chống nước. Thế còn đây là cái phần này là giảm tốc Nót, coi như là có phanh này. Cái hộp cực của Nót thì thường là nó to hơn hộp cực thường nha anh chị. Cái phần này nó để cái diode này. Đó. Cái dây của Nót thì nó hay dùng cái màu, nếu mà với cái loại giảm tốc ép á, thì nó thường nó dùng màu trắng và màu đỏ hồng như này. Thì chúng ta có thể tham quan thêm cái này, là đây là phần giảm tốc bánh răng côn, có gắn động cơ quạt giải nhiệt nhé, chuyên dụng cho biến tần. Đây là trục ra cốt âm. Đây là nhãn hiệu của nó đây. Chưa nhỉ, vẫn trung biên bính chỉ. Và đây là họ đang lắp cái con này là cũng trục ra bánh răng côn. Cái này là kỷ lưu truyền lớn. Cái cơ su phỉ bị yêu cao chứ mà. Đây là logo. Cô ta vậy là bánh kiểu trục vít. Nót thì nó có cái dạng giảm tốc trục vít như thế này này. Đây thì bên Italia là nó hay gọi là NMRV and